Đây là công ty cổ phần sản xuất phân dê, sản xuất phân tự nhiên. Đó, cái công ty này vận hành là gồm mấy con dê, rồi nó ăn các loại cỏ bách thảo, nói chung là gì mít nè, lá mít, lá cỏ, rồi lá chuối, nói chung là dê bách thảo mà. Nó nói cái công ty sản xuất phân sạch này á, là chỉ cần mấy con dê á, là nó tập trung nó ăn rồi nó sản xuất ra phân rồi đi bón phân thôi đó, ngày lấy mấy bao là được rồi đó. Công ty sản xuất phân sạch tự nhiên hữu cơ, thấy không? Mày tổng giám đốc hay gì mà mày ló cái đầu ra mày hả? Ồ, đẹp gái mày, có sừng luôn mà đẹp gái gì với đực hay gì cái đây. Ồ, với cái cũng có sừng nữa hả? Ờ, đẹp gái quá vậy. Ờ, biết live stream nữa. Rồi, mày nổi tiếng rồi. Cho lên sóng luôn. À, nữ tổng giám đốc của công ty sản xuất thức ăn, sản xuất phân hữu cơ siêu sạch phải không? Ok, đưa vô ảnh táp luôn chứ đâu. Đẹp gái lắm chứ. Đây là cái công ty. Rồi, nói gì đây chứ? Giới thiệu công ty sản xuất phân sạch hữu cơ coi. Nàng dê à, công ty cổ phần nhiều thành viên phải không? Rất là đơn giản, chỉ cần anh em dê xúm nhau ăn sản xuất ra phân ngày 2 bao. Ồ, cặp mắt long lanh đẹp gái lắm nha. Cười lên, cười lên. Ok, cười lên. Cười lên. Ồ, quay ngang quay xuôi đồ nữa.